Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tin cực nóng, Bộ Công an phát hiện Đàm Vĩnh Hưng và tên Hề Hoài Linh buôn bán gỗ hiếm và chơi kim cương. Bên cạnh đó, những gia tài, đồ sộ của Hoài Linh đang bí mật cất giấu trong nhà mình. Hiện Bộ Công an đang điều tra làm rõ và thu giữ những tài sản gỗ hiếm mà nhà nước cấm. Đây có thể coi là khối tài sản không phải dạng vừa của Hoài Linh. Tên Hề Hoài Linh nổi tiếng với nhiều năm kinh nghiệm diễn sâu trên sân khấu trong nước và hải ngoại. Nghệ sĩ có cát xê cao ngất ngưỡng với những đồn đoán về thu nhập, nhưng chưa từng một lần hé lộ về điều này. Khán giả chỉ được biết về căn nhà giản dị của Hoài Linh tại Việt Nam, nơi mà Việt Hương từng ghé qua và được đàn anh cắt tóc. Bên cạnh đó là công trình đồ sộ, nhà thờ tổ được danh hài Hoài Linh tâm huyết suốt 16 năm ròng giúp cho từ thiện. Nơi đây được mở cửa đón khách từ tháng 9 năm 2016 và nơi đây được tên Hề Hoài Linh đã bỏ tiền ra xây dựng với kinh phí được cho là cả 100 tỷ đồng. Nhiều người đã thắc mắc Hoài Linh lấy tiền ở đâu ra với số tiền kinh khủng như thế. Nhà thờ tổ nghệ sĩ Hải Hoài Linh là nơi thờ điện của các nghệ sĩ trong 2 năm qua. Do dịch bệnh COVID-19 nên không mở cửa. Hoài Linh đã từng chia sẻ sau khi nhà thờ tổ nghề hoàn thiện, ông sẽ lui về ở ẩn. Đúng như lời đã nói, những năm sau khi hoàn thiện, thì tên Hề Hoài Linh hiếm khi tham gia các hoạt động showbiz hay các game show như trước đây. Ông từng miệt mài làm việc, liên tục chạy show để có nhiều thu nhập, để hoàn thành tâm nguyện của mình. Và năm vừa rồi lại kêu gọi tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung. Hoài Linh được khán giả nhận xét là nghệ sĩ giản dị nhưng chính danh hài là người đã dạy cho Đàm Vĩnh Hưng cách chơi kim cương. Trong một video vào năm 2019, thì Đàm Vĩnh Hưng đã trầm trồ về cơ ngơi đồ sộ với bộ sưu tập nhiều gỗ trầm hương quý giá và cả 100 tỷ đồng của năm danh hài nghệ sĩ. Tuy đàn anh, Hoài Linh luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, không hàng hiệu, nhưng trong một bài phỏng vấn, thì tên Hề này đã gây bất ngờ khi tiết lộ là người dạy Đàm Vĩnh Hưng chơi kim cương. Tôi khờ, tôi bình dân, nhưng không có nghĩa là tôi không biết xài. Nhiều khi không muốn xài thì sao? Thực ra tôi xài kim cương từ lâu, người ta có, mình cũng có. Điều quan trọng là mình thích hay không thích thôi. Có nhiều trường hợp hột xoàn, đong bằng lon, nhưng người ta tuyệt nhiên không mang một cái nào trên người. Được biết rằng Hoài Linh còn hào phóng tới mức đăng đàn về ngưỡng hạng 2 can kim cương, căn phòng trầm hương hàng 100 tỷ đồng. Ngoài kim cương thì Hoài Linh còn có một thú chơi xa xỉ khác là chơi trầm hương. Loại gỗ quý có giá rẻ nhất khoảng 6.000 đô, tương đương 138 triệu đồng một cân. Việt Hương từng tiết lộ là anh Linh sở hữu cả một căn phòng rộng chứa hàng 100 bức tượng phú điều non bộ, lớn nhỏ bằng trầm hương, được chạm trổ tinh xảo. Không những vậy, Hoài Linh có chất đầy đủ các loại vòng được làm từ trầm hương kỳ nam, loại trầm hương quý hiếm. Cát xê cao nhất trong showbiz Việt, Hoài Linh được xem là gương mặt bảo chứng cho phòng vé khi bất cứ phim nào có sự góp mặt của anh đều đạt doanh thu ổn định. Bởi vậy, giá cát xê đóng phim của Hoài Linh rất cao từ vài năm trước. Một nhà sản xuất cho biết Hoài Linh từng nhận cát xê 3 tỷ đồng cho một bộ phim. Từ năm 2006 tới nay, anh đã tham gia tới 43 bộ phim và trung bình mỗi năm đóng từ 3 đến 5 bộ phim. Như vậy, tiền cát xê của Hoài Linh chỉ riêng từ phim ảnh đã lên tới vài chục tỷ. Trong nhiều game show, Hoài Linh còn miệt mài đi diễn và chạy show khắp nơi, khắp sân khấu. Một đêm ảnh có thể diễn vai trò khác nhau, thông tin một người giấu tên, chuyên tổ chức các chương trình ca nhạc tạp kỹ cho biết. Giá của Hoài Linh tầm khoảng 100 triệu đồng, như biểu diễn ở phòng trà tình nghĩa, dù gì giá thấp nhất cũng khoảng 80 triệu, còn ở các show lẻ, ở các chương trình lễ Tết thì có giá khoảng vài chục triệu. Vào dịp Tết như vậy, Hoài Linh có thể kiếm tới vài tỷ hoặc cả chục tỷ đồng mỗi tháng nhờ vào việc chạy show khắp sân khấu các tỉnh Nam. Nam danh hài cũng sở hữu giá cát xê, sự kiện cao nhất, nam danh hài với 200 triệu đồng trong một lần xuất hiện tại Evergirl và Hoài Ra. Anh còn thường xuyên được mời làm gương mặt đại diện của thương hiệu đóng quảng cáo với trị giá cao ngất ngưỡng. Chính vì vậy, Hoài Linh được mệnh danh là nghệ sĩ có tài sản khủng vào bậc nhất của các làng showbiz Việt hiện nay. Trong mùa Giáng sinh vừa qua, người em gái ruột của Hoài Linh cũng từng hé lộ cơ ngơi khủng của gia đình bên Mỹ khi đã để lộ hình ảnh phòng khách có diện tích rất lớn, phủ gỗ quý và đẹp như một khách sạn khiến nhiều người trầm trồ. Nhắc tới Hoài Linh, khán giả vẫn nhớ tới những nghệ sĩ hài diễn cùng ông, trong đó có Nhật Cường.
Một thời gian tên tuổi của Hoài Linh, chí tài Nhật Cường gắn liền với một loạt những tiểu phẩm hài được khán giả yêu thích. Nhật Cường được đi về giữa Việt Nam và Mỹ khi gia đình của anh ở hải ngoại và anh Vân hiện diện diễn ở Việt Nam. Nếu như Hoài Linh vẫn cô đơn lẻ bóng thì danh hài Nhật Cường có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bà xã của nam danh hài vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung so với tuổi. Thưa quý vị, mới đây thì cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân Trung Quốc đồng thời cũng là một TikTok nổi tiếng đã nêu lên quan điểm xoay quanh ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ Hoài Linh đã nhận được sự đồng tình của nhiều người. Đã hơn một năm nay, vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia của ông Huỳnh Uy Dũng, tức là Dũng Lò Vôi, tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo hơn 200 tỷ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sự việc này ngày càng leo thang khi bà Nguyễn Phương Hằng thẳng thừng nhắc đến tên nghệ sĩ Việt không dám đứng ra tố cáo hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên. Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng cũng không ngại nhắc đến ông Phạm Văn Mãi, đương kim chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng livestream, chỉ đích danh ông này là bạc tình bạc nghĩa với gia đình của bà. Những giấy tờ đơn kiện của bà Phương Hằng, ông Phạm Văn Mãi làm ngơ và tuyên chiến với bất kỳ ai trong vụ lùm xùm này. Trong đó đáng chú ý nhất là những lần bà Phương Hằng nhắc đến tên Hề Hoài Linh. Sự việc của bà Nguyễn Phương Hằng gay gắt chỉ trích tên Hề Hoài Linh không điều ra tố cáo hành vi của ông Võ Hoàng Yên ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Trong các buổi livestream của mình, bà Phương Hằng nhắc đến tên Hề Hoài Linh như một cặp với ông Võ Hoàng Yên và yêu cầu tên Hề Hoài Linh phải có trách nhiệm lên tiếng giữa lùm xùm này. Tuy nhiên, từ khi bị bà Phương Hằng réo gọi thì phía Hoài Linh vẫn một mực giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ một lời giải thích nào khiến bà Phương Hằng ngày càng bức xúc. Mới đây, cư dân mạng đã chú ý đến video phân tích sự việc này của một cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, anh Trương Quốc Anh. Đồng thời cũng là một TikToker nổi tiếng với các video clip vạch trần sự thật chống lại cái xấu được nhiều người ngưỡng mộ. Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, anh Trương Quốc Anh, trong một clip TikTok, Trương Quốc Anh đã chia sẻ video này, chia sẻ phân tích cái sai của bà Phương Hằng. Trước tiên, tôi cần khẳng định, tâm linh là chuyện của mỗi người và chúng ta không nên là phỉ báng tâm linh. Nhà nước Việt Nam luôn luôn cho tự do tôn giáo nhưng phải đúng pháp luật. Chuyện tâm linh của mỗi người là điều riêng, không được đưa lên mạng xã hội. Vấn đề thứ hai là vấn đề hầu đồng của Hoài Linh. Có thể bà Hằng đã không hiểu về vấn đề này, tôi khẳng định cho các bạn nghe, hầu đồng hay còn gọi là tín ngưỡng thờ mẫu đã trở thành di sản thứ 11 của Việt Nam, do UNESCO công nhận được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể. Nó đại diện cho nhân loại. Ngày chính thức nhận di sản là ngày 1 tháng 12 năm 2016, nghĩa là đây là một văn hóa cần đảm bảo cũng như tồn tại của dân tộc. Tôi không đồng ý với bà Phương Hằng ở những chuyện này khi bà đưa lên đời sống riêng tư của tên Hề Hoài Linh trên mạng xã hội. Anh Trương Quốc Anh trong clip đã khuyên nghệ sĩ Hoài Linh nên lên tiếng trước tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Bên cạnh đó, anh Trương Quốc Anh, nghệ sĩ Hoài Linh nên nói lên tiếng nói rõ ràng trước tố cáo của bà Phương Hằng. Nam danh hài cũng là người nổi tiếng, là thần tượng của biết bao nhiêu người dân Việt Nam. Nếu như Hoài Linh đã từng được ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh, thì sẽ có rất nhiều người dân tìm theo nam danh hài mà theo ông Yên chữa bệnh. Và nếu như đúng là ông Yên lừa đảo thì sẽ rất tội nghiệp cho những người hâm mộ vì tin Hoài Linh mà bị lừa. Vấn đề của nam danh hài Hoài Linh cần phải giải quyết ở đây là lên video để cho khán giả những người yêu thương Hoài Linh, trong đó có các bạn, có tôi. Nhưng các bạn đã biết là nghệ sĩ là sống khỏe hay là không do sự yêu thương ủng hộ của khán giả trước dư luận trái chiều thế này ảnh hưởng đến khán giả. Tôi nói ảnh hưởng vì có những hình ảnh của Hoài Linh chụp cùng ông Võ Hoàng Yên. Bao nhiêu người đặt niềm tin và tin tưởng nam danh hài Hoài Linh. Tin đó là thật, đi chữa bệnh thì dù sao tiền mất tật mang đúng không mọi người, nên nghệ sĩ Hoài Linh cần đứng ra giải quyết vấn đề này. Chỉ cần một video ngắn thôi, có hay không việc Hoài Linh được ông Yên chữa bệnh, kết quả có tốt hay không? Nói rồi, người bình thường như anh không sống bằng sự nổi tiếng, cũng chả sống bằng sự yêu thương của mọi người. Anh còn dám đứng ra chống lại cái xấu bảo vệ. Lẽ phải vậy thì những nghệ sĩ như Hoài Linh phải có trách nhiệm gấp nghìn lần về việc bảo vệ khán giả những người yêu thương mình. Anh vẫn quý và trân trọng tài năng của Hoài Linh. Anh vẫn quý và trân trọng tài năng của Hoài Linh. Còn trong vụ việc này, anh đánh bài ngửa với các bạn luôn. Bà Phương Hằng sẽ thắng. Đây là một câu tuyên bố của cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã đoán trước được vụ việc của bà Phương Hằng trong những ngày tới. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mà người đứng đầu là tên thiếu tướng Lê Hồng Nam, đã nhận chỉ đạo của tên Phạm Văn Mãi bắt giam và kép vào điều 331 vớ vẩn, thì sau khi bắt giam và kép vào điều luật 331 thì cũng không đủ yếu tố để cấu thành tội phạm.
thì các cơ quan chức năng Công an Thành phố Hồ Chí Minh mới tiến hành rút đơn của bà nhà báo Hèn Ni, bà nữ ca sĩ Viu Anh và một số người khác từ Công an tỉnh Bình Dương về tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét và xử lý cho hợp thức hóa vấn đề liên quan về việc ghép bà Phương Hằng vào điều 331. Thế nhưng dư luận và khán giả lại rôm ran câu chuyện các cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có khuất tất XYZ gì với bà nhà báo Hèn Ni và ông nhà báo Đức Hiển và một số cá nhân khác trong thời gian vừa qua, mà lại dồn bà Nguyễn Phương Hằng vào con đường pháp lý như thế. Đến đây thì các cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có câu trả lời nào thỏa đáng cho vấn đề này. Thế nhưng về phía mình thì bà nhà báo Hèn Ni và bà ca sĩ Viu Anh trong thời gian vừa qua, sau khi có thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt giam và bị ghép vào điều 331, thì bà nhà báo Hèn Ni và ả nữ ca sĩ Viu Anh này huênh hoang lên mặt cho rằng tất cả những công lao mà bà Nguyễn Phương Hằng vào trại tạm giam T30 đến giờ phút này là do bà nhà báo Hèn Ni và bà ca sĩ Viu Anh này đã làm. Nhưng trong thực tế, trong những ngày gần đây thì khán giả đang nhìn thấy rõ là bà nhà báo Hèn Ni và bà nữ ca sĩ Viu Anh sau rất nhiều lần Công an Thành phố Hồ Chí Minh mời lên để làm việc cung cấp những thông tin chứng cứ liên quan đến sự việc của bà Phương Hằng thì bà nhà báo Hèn Ni và bà nữ ca sĩ Viu Anh này cũng không có bằng chứng gì thêm để cung cấp cho cơ quan chức năng. Thế nhưng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.